Hello anh em, xin chào các bạn quay trở lại với một video về tựa game Rise Kingdom nha. Và mình là Rock 2P đây. Thì gần đây ấy, anh em hay hỏi mình là ủa thế Rock ơi, thế có con tôn tử P không? Tại vì gần đây ấy, nhà phát hành có gọi là ra một cái gọi là trả lời với người chơi ấy. Thì có nói là họ đang dục dịch chuẩn bị cái ý tưởng để cho tôn tử P được ra mắt. Thì cái đối thoại với nhà phát hành này đã được công bố cách đây khoảng 1-2 ngày gì đó rồi. Thì bây giờ mình sẽ lên và đọc với anh em nha. Tại vì mình cũng chưa có đọc cái thông báo này luôn ấy. Ok, và đây chúng ta có là phản hồi cùng dev này. Và cái này là ở trên Discord chính thức của Rise Kingdom nha. Nó là vào tháng 7, tháng 8 năm 2023. Thì ở đây những cái người chơi ấy có thể đề xuất đến nhà phát triển game. Và nhà phát triển có thể phản hồi cũng như là thu thập những ý kiến đó. Thì ở trên Discord của game Rise Kingdom ấy cũng khá là hay khi mà có những cái ý kiến được cộng đồng hưởng ứng. Tức là kiểu như là người ta like nhiều, người ta vote nhiều thì nhà phát hành sẽ ưu tiên xem xét nó hơn. Và mình sẽ đi đến cái đề xuất đầu tiên, đó là chat bị lag hơn rất nhiều so với trước khi cập nhật. Vẫn còn gặp vấn đề khi chat làm trò chơi bị treo, phải khởi động lại game và vui lòng khắc phục. Ở đây thì nhà phát hành có nói đó là lỗi chat gần đây do thay đổi mã nguồn backend gây ra. Những thay đổi này nhằm chuẩn bị cho những tính năng chat mới, chẳng hạn như thu hồi và trích dẫn. Chúng tôi rất cảm ơn ngài đã kiên nhẫn trong khi chúng tôi phát triển và cải thiện tính năng chat. Đấy, xin lỗi vì sự bất tiện này. Đó, cái này thì mình cũng đã trải nghiệm rồi, chat trên ROG PC lâu lâu nó hơi lag. Gần đây thì mình khá là ít chơi trên điện thoại. Đề xuất thứ hai đó là cài sẵn trang bị giống như thanh trang bị vũ trang, hệ thống thanh trang bị vũ trang tốt hơn và nên lấy đó làm tiêu chuẩn. Ở cái này thì mình đồng ý anh em, tại vì cái thay đổi trang bị ở trong game ấy, các bạn mà muốn thay đổi các bạn phải tháo trang bị trên người tướng ra, sau đó các bạn mới có thể mặc được trang bị cho tướng khác. Nếu mà các bạn không tháo trang bị của tướng ấy, các bạn cứ dùng như vậy, các bạn đổi trang bị luôn ấy, thì tướng cũ nó sẽ bị mất cái set trang bị đó. Tại vì cái tính năng thay đổi set trang bị ấy thì mình thấy là vẫn rất là nhiều người chơi ít sử dụng ấy, tại vì đôi khi các bạn không có đủ tướng và không có nhiều đồ. Thì ở đây người ta cũng cảm ơn ngài đã đề xuất thôi, và họ cũng đã nhận được những cái phản hồi trái ngược nhau với hệ thống cài sẵn trang bị, và họ cũng đang đánh giá nhiều phương án để cải thiện và tối ưu nó. Thật sự là mình thấy là cái thay đổi vũ trang thì ngon hơn cái thay đổi trang bị rất là nhiều. Đề xuất thứ ba là tôi quan ngại về những thay đổi màu của chỉ số đội quân gần đây, hệ thống trước đây rõ ràng hơn có sự phân biệt đối với chỉ số và binh chủng. Tôi cũng không đồng ý khi nói rằng ít người chơi khiếu nại hơn nghĩa là chấp nhận sự thay đổi này. Thì cái đề xuất thứ ba này ấy, là người ta đang nói về cái việc là những cái set trang bị của chúng ta, ví dụ ngày xưa các bạn có chỉ số tấn công là màu đỏ đúng không, chỉ số phòng thủ là màu xanh dương và chỉ số máu là màu xanh lá, thì thật sự mình cũng thích cái đấy hơn rất là nhiều. Còn hiện tại ấy, thì người ta đã thay đổi cố định rồi. Mình nhớ là chỉ số xe là màu tím thôi đúng không, cung là màu đỏ thì phải, thì mình thấy cái đấy rất là khó nhìn. Thì ở đây người ta cũng trả lời đó là chúng tôi hiểu lo ngại của ngài về sự rõ ràng và dễ dùng của hệ thống mới cũng như nó có thể mang đến những khó khăn. Họ đã chọn những cái màu cụ thể đại diện cho những loại binh chủng cụ thể với mục đích nhằm cải thiện UI, hỗ trợ người chơi quản lý và hiểu các thuộc tính chỉ số hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng biết những cái phản hồi trái ngược trong cộng đồng về bản cập nhật này, chúng tôi cảm ơn góp ý của ngài và đảm bảo rằng chúng tôi sẽ quay trở lại chủ đề này trong nội bộ của chúng tôi. Cái phần dưới này thì hơi dài anh em ạ, nói chung là họ chỉ nói là họ sẽ cân nhắc tiến hành khảo sát người chơi để có thể gọi là thay đổi thêm về cái chỉ số của game, tức là cái chỉ số hiển thị ấy, chứ không phải là chỉ số liên quan đến đánh nhau đâu, tức là chỉ đơn giản là đổi về máu cũ hoặc là làm như thế nào cho nó dễ nhìn hơn. Đề xuất thứ tư đó là sửa lại chiêu 3 của quá khứ bệnh What? Để kỹ năng này không cài lại 30 giây khi nhảy điểm tài nguyên. Tài nguyên không phải là công trình và không đồn trú được. Điều này có tác động quan trọng tới một chỉ huy như Hoắc Khứ Bệnh. Chỉ huy này thiên về đánh đồng và nhảy điểm là một chiến thuật được sử dụng phổ biến trong trò chơi. Thì cái chiêu này của Hoắc Khứ Bệnh ấy, đó là Hoắc Khứ Bệnh khi mà các bạn không đồn trú ở trong thành phố trong gần nhất là 30 giây thì các bạn mới có thể gọi là kích hoạt cái chiêu 3 của vị tướng này. Bây giờ mình cũng mới biết đấy, đó là Hoắc Khứ Bệnh, các bạn nhảy vào mỏ tài nguyên là cũng sẽ bị mất chiêu 3 nha. Đó, tôi không xài Hoắc Khứ Bệnh, nhưng mà bạn nào mà đang xài Hoắc Khứ Bệnh thì có lẽ là các bạn nên biết điều này. Tức là thay vì các bạn ở trong thành phố, các bạn chạy ra, các bạn đứng ngoài đồng 30 giây rồi các bạn mới đánh nhau ấy, thì khi đánh đồng các bạn cũng hạn chế cho Hoắc Khứ Bệnh nhảy vào cái mỏ tài nguyên. Tại vì nhảy vào mỏ tài nguyên thì có thể khiến cho Hoắc Khứ Bệnh mất đi cái skill 3 của mình. Thì đây là câu trả lời của nhà phát hành, cảm ơn ngài đã góp ý về cơ chế kỹ năng của Hoắc Khứ Bệnh. Ý tưởng đằng sau thiết kế hiện tại là hạn chế việc nhảy thành phố quá đà. Chúng tôi hiểu được quan điểm của ngài, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi quyết định không thay đổi khía cạnh này của kỹ năng. Ồ, như vậy là anh em xài Hoắc Khứ Bệnh phải cực kỳ chú ý nha. Như vậy là Hoắc Khứ Bệnh sẽ là một vị tướng mà các bạn không hề muốn nhảy vào mỏ tài nguyên khi đánh nhau đâu. Các bạn cứ đánh ở trên đồng thôi, chạy ra chạy vào trên đồng, đừng có nhảy mỏ tài nguyên nha anh em. À, bây giờ mình cũng mới biết luôn đấy. Đề xuất thứ năm đó là hãy tắt chat vương quốc đã mất đối với tài khoản cấp 25 trở xuống. Nếu những tòa thị chính dưới cấp 25 không thể tham gia vương quốc đã mất thì cho họ nói chuyện trong chat KVK có mục đích gì? Rất là hợp lý các bạn. Hiện tại những cái cụm KVK lớn như là ở 2489, 2010 đúng không, thì mình thấy rất là nhiều những cái drama xung quanh cái việc gọi là kick war ở trên cái chat vương quốc đã mất.
Đó, thì đây nhà phát hành phản hồi đó là cảm ơn các bạn đã đề xuất. Ôi câu nào mà đã cảm ơn hết anh em ạ. Chúng tôi đang tích cực triển khai sự điều chỉnh này để tắt chat vương quốc đã mất đối với những người chơi cấp 25 trở xuống. Hãy đợi ở những bản cập nhật sau nhé. Thì ở đây không biết ý kiến các bạn thế nào, nhưng mà mình nghĩ là cái số lượng arc farm mà cấp 25 trong game ấy hiện tại rất là nhiều. Tức là kể cả cái việc mà chỉ có những cái nick mà gọi là cấp 25 ấy mới chat được trong vương quốc đã mất ấy, thì nó cũng không thay đổi quá nhiều của những cái người chơi trong cụm, họ có thể chửi nhau đúng không, nhưng mà nó sẽ giảm được một cái tình trạng đó là có một số người chơi ở những kingdom khác đi không hề ở trong cụm đấy, họ không thể vào, họ tạo một hai cái nick sau đó họ cứ chat gọi là trên cái lot kingdom chat để kick war được đúng không, để tạo drama, thì nói chung là nó cũng hạn chế được một phần. Tiếp đó là cái đề xuất thứ sáu cũng là cái mà anh em quan tâm rất là nhiều, đó là ra mắt tướng tôn tử đỉnh cao, tức là tôn tử P. Thì chúng tôi rất vui khi được biết các thống đốc rất thích tướng Tôn Tử. Chúng tôi rất trân trọng đề xuất của ngài về tướng Tôn Tử đỉnh cao và chúng tôi xin thông báo rằng bản thân đang tích cực cân nhắc khả năng này. Nó tích cực cân nhắc nha anh em, chứ không phải là đã có Tôn Tử P ở đâu. Tức là người ta đang cân nhắc xem là có nên làm hay không, sau khi người ta làm xong thì người ta sẽ ra mắt. Nhưng mà điều này cũng có thể cho các bạn thấy là có khả năng các bạn sẽ thấy Tôn Tử P trong tương lai. Và đề xuất thứ bảy là một đề xuất mà một người chơi bộ binh, đặc biệt là mình đang chờ tướng bộ mới là cực kỳ thích luôn. Đó là mùa tiếp theo của chỉ huy bộ binh mới phải xịn đấy. Sự thật là hiện thời nếu có ai chơi chuyên bộ binh ba hàng chờ hành quân, có nghĩa là ba đạo trở lên đó, thì người đó đang chơi game ở cấp độ khó. Chúng tôi không cần sát thương theo thời gian, mùa hại, mùa lợi, lá chắn hay bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào khác. Ê cái này tôi không đồng ý nha, chúng ta cần nha anh em. Nhiều búp với lại lá chắn thì vẫn ngon hơn chứ nhở. Chỉ cần hệ số sát thương đơn mục tiêu lớn cộng với tốc độ hành quân bổ sung hay tăng cường chỉ số khác là đủ. Khiếp, sao mà ông không gọi là lấy đánh lan thấy ngon hơn đúng không, như kiểu ra cắt lượng ấy, sát thương cũng không phải là quá cao đúng không, cần gì sát thương đâu. Một tiếng em mình nghĩ là một con bộ đánh lan ngon hơn, ông này đề xuất hơi bị kỳ cục nhỉ. Đó, và đây nhà phát hành cũng trả lời là chúng tôi trân trọng những phản hồi toàn diện của ngài về chỉ huy bộ binh, chúng tôi ghi nhận đề xuất của ngài nhằm đưa ra một chỉ huy bộ binh đánh đồng mạnh và chúng tôi sẽ lưu ý chuyện này trong phiên bản thảo luận phát triển nội bộ. Đó, ok anh em, và đó là tất cả những cái gì mà nhà phát hành đã phản hồi thông qua những cái đề xuất của người chơi. Thì ở đây mình muốn soi lại con hoắc khứ bệnh một chút để cho anh em xem cái skill 3 của nó. Thì cái skill 3 của hoắc khứ bệnh ấy, các bạn khi mà ở trên bản đồ tối thiểu là 30 giây và đã tham gia ít nhất một trận đấu trước đó hoặc đã kích hoạt hiệu ứng gió thu Lan Sơn, mỗi lần tham chiến thì đội quân sẽ nhận những bùa lợi sau trong 15 giây đầu tiên sau khi tham chiến. Đó là các bạn sẽ tăng cái sát thương kỹ năng lên 30% và giảm thịnh nộ tiêu tốn đi là 150 độ ở cấp độ max. Và sau 15 giây này thì sát thương đội quân sẽ tăng là 10% đòn tấn công thường. Thì khi mà các bạn nhảy hoắc khứ bệnh vào mỏ ấy, tức là các bạn đã bị mất cái yếu tố đó là ở trên bản đồ tối thiểu 30 giây rồi, thì sau khi hoắc khứ bệnh nhảy ra từ khỏi mỏ tài nguyên ấy thì các bạn sẽ không được tăng một cái gì từ cái chiêu 3 này nha, anh em lưu ý cho mình. Đó, tại vì sao? Tại vì cái vế đầu tiên ấy tăng sát thương kỹ năng và giảm nộ ấy thì yêu cầu bạn phải từ mỏ tài nguyên nhảy ra và đứng ngoài bản đồ là 30 giây. Còn sau đó 15 giây thì các bạn mới được tăng sát thương đòn tấn công thường. Có nghĩa là khi mà bạn nhảy ra khỏi mỏ tài nguyên và đứng đánh nhau luôn thì cái chiêu 3 này nó sẽ không có tác dụng. Thì cái điều này anh em cần cực kỳ lưu ý và đây là một cái điều rất là mới mà bây giờ mình mới biết. Ngoài ra thì mình thấy là cái ý tưởng đề xuất cuối về tướng bộ binh ấy thì người chơi đấy có nói là họ không có cần búp, không cần khiên, không cần lá chắn ấy thì mình không đồng ý lắm các bạn. Mình nghĩ là hiện tại một vị tướng bộ binh mạnh ấy, các bạn cứ nhìn SCPO đi, đây vẫn là một vị tướng bộ binh mình nghĩ là quá ngon và có đầy đủ tất cả những cái yếu tố mà cái ông đấy nói là không cần luôn, đúng không? Ở SCPO có khiên này, đấy, có debuff, đúng không? Có bùa lợi, bùa hại, các thứ rất là nhiều. Nó giảm máu của đối phương đi 30% trong 3 giây. Và chưa kể SCPO ấy, các bạn còn có khả năng đánh lan nữa. Nên là mình nghĩ là có tướng bộ binh mới ấy, thì cứ làm giống SCPO là được. Cứ đánh lan khoảng 5 mục tiêu đi cho nó máu. Thì chắc là sẽ nhiều người chơi xài, đúng không anh em? Đó, thì cũng hy vọng là bộ binh sẽ trỗi dậy một lần nữa. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Đó, một video giải trí buổi trưa cho anh em thôi. Hôm nay chắc các bạn cũng đã hết nghỉ lễ rồi. Chúc anh em đi học đi làm vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.